Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ đi home show để giới thiệu cho các bạn coi cái home show bên Mỹ nó có cái gì. Bữa hôm nay trời nó khá là đẹp các bạn ơi. Rất là nắng và rất là mát luôn. Nó không có bị hầm hơi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong và mình quay. Tại vì hôm nay là vẫn còn dịch Covid nó bùng phát cho nên mình phải đeo khẩu trang các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy có nhiều người họ không đeo khẩu trang, tại vì có nhiều người họ đã chích vaccine rồi, họ có quyền không đeo khẩu trang, nhưng mà để lịch sự thì các bạn vẫn đeo khẩu trang đi nhé. Bây giờ mình sẽ đi vô cái home show này. Thì cái home show này á, cái home show này á, nó nằm ở trong một cái tầng của khách sạn các bạn, cho nên các bạn sẽ thấy ở khu này nó giống như là khách sạn vậy đó. Thực sự là nó là khách sạn, nhưng mà nó tổ chức ở dưới một cái sảnh của khách sạn. Thì cái sảnh này người ta chuyên dùng để mà tổ chức tiệc cưới hay là tiệc sinh nhật hay là những cái đại hội. Thì bữa hôm nay cái home show này nó book một cái phòng để mà tổ chức đại hội. Ok, bây giờ thì mình đi vô nhé. Thì đây là cái quang cảnh xung quanh của cái show này, đây là cái hậu trường của cái show để tổ chức tiệc cưới. Thì ở đây có hot shot nè, mấy cái người này là cái bên đây là khách sạn các bạn, khách sạn thì bên đây. Ok, thì home show là cái gì? Là cái nơi mà người ta trưng bày những cái đồ để cho nhà của các bạn. Ở bên này thì họ bán hot tub, đi qua cái hot tub trước đi. Còn bên này thì những cái mái hiên ở ngoài ngoài tường. Ok, bây giờ thì những cái bông nó nở rất là đẹp các bạn. Mình sẽ đi qua bên này mình coi hot tub đi các bạn ha, để coi coi họ có đem hot tub gì ở nhà không. Các bạn biết không, người Mỹ họ rất là thích ngồi ở trong hot tub các bạn, có nghĩa là bồn nước nóng đó. Thì còn gì bằng khi mà trời nóng là các bạn ngâm mình ở nước ở trong cái hot tub, và có massage nữa, và uống một ly rượu, và ăn một miếng thịt bò bít tết. Ok, bây giờ thì ở đây họ triển lãm rất là nhiều bồn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô đây mình quay cho các bạn coi cái bồn này nó bán rồi, những cái bồn nào mà có chữ show là nó bán rồi các bạn. Thì đây đó, đây là cái bồn hot tub nè, các bạn thấy chưa, nó có mấy cái máy massage nè. Ở đây còn có một người ngồi, hai người ngồi, ba người ngồi, bốn người ngồi. Mấy cái bồn này người ta mua rồi hết rồi. Hơi lạnh, nó vô trong. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong đi các bạn ơi. Hello. Họ thấy mình rồi. Hello. Ok, bây giờ mấy anh này ảnh nào cái patio thì ảnh cho mình coi những cái cục đá của ảnh đó. Đây là cái tường các bạn, ô đẹp quá, cái bông này đẹp quá các bạn. Nếu là chụp hình đây là mấy cái anh hồi nãy sẽ làm cái mấy cái bục giống vậy nè. Cái bục này chắc cũng mấy chục ngàn á, đẹp quá, giống như là một cái căn nhà ngoài trời ấy các bạn. Bây giờ mình đi vô show ha. Show này thì miễn phí. Thank you. Bây giờ thì mình đi vô trong. Cái này thì hoàn toàn miễn phí các bạn ha. Bây giờ thì họ bắt mình là phải kiểm tra túi coi mình có đem chất cháy nổ gì không. Vô đây. Bên này thì bán niệm giường. Ok. Bên này thì bán tủ, tủ đồ nhà. Bên này thì bán tủ nhà bếp. Wow, tủ nhà bếp đẹp quá. Đó. Cái phong cách cổ điển mà. Thì mình có thể lấy mấy cái này về để mình tham khảo các bạn nhé. Mình lấy về mình tham khảo, mình cần mua thì mình gọi họ. Họ sẽ bớt giá cho mình. Ok. Còn đây là công ty xây nhà. Ồ, mấy công ty xây nhà này xây nhà đẹp quá. Đó. Trong này là cái group ô mình đây là lighting. Cái này là mấy cái người mà họ gắn đèn ở trong nhà của mình đó bạn. Ô mình được lấy này không ta, lấy một cái đi, lấy mình họ tặng mình một cái để bóc chìa khóa đó các bạn. Mình lấy một cái. Lấy đi. Bây giờ mình sẽ lấy mọi thứ một cái để chơi các bạn ha, nào cho miễn phí. Đây là người ta sẽ gắn điện trong nhà của mình.
this is the commercial. À. Đây cái. Cái này á là cái nước sơn của nhà xe các bạn. Nếu mà các bạn nào mà muốn sơn lại nhà xe đó. Đó thì mình sơn lại. Bây giờ thì mình đi vòng vòng đi. Nhưng mà mình chưa thấy cái nào gọi là ấn tượng trong cái buổi show hôm nay các bạn. À hả? Sau này mình rảnh mình sơn lại cái ga của mình, nó sẽ ga giống như vậy. À hả? Ok. Bên này là công ty rèm che các bạn. Thì họ có một cái rèm, nó giống như là một cái màn cửa sổ mà nó tự động vậy đó. Mình lấy một cái về mình coi luôn. Tụi mình. À nó chích lực kinh. Ok. Nãy giờ thì mình đi trong đây á, thì mình cũng thấy họ có rất là nhiều thứ ấn tượng. Chẳng hạn như là họ gắn đèn lên nhà của mình. Ok. Thì họ làm mấy cái deck rồi làm mấy cái siding nữa cũng khá là vui các bạn. Làm mấy cái gẹp cửa sổ hay là cửa sổ. Thì nhà của mình là nhà mới cho nên mình không có cần phải thay cửa sổ, cho nên mình cũng bỏ qua mấy cái đó. Mấy cái nhà cũ thì họ gắn cửa sổ hay là họ thay cửa này các bạn, nhưng mà nhà mình nhà mới cho nên mình không có cần phải thay. Hay là tủ nè. Bây giờ ở dưới đây thì nó không có nhiều cái để cho mình coi. Hay bây giờ mình đi lên trên đi, hay là mình đi vô trong đây đi. Ở trong này thì là máy massage với lại niệm. Bây giờ đi vô trong này đi ha. Trong này nó có niệm các bạn ơi, niệm với lại leo lên nằm thử đi. Mấy cái niệm này có massage nữa. Bây giờ thì con vợ mình nó thích thú với mấy cái cục này. Cái máy này có thể mở đóng được các bạn ơi, rất là hay luôn. Khá là ấn tượng. Trong này có người ngồi. Họ làm mình hết hồn các bạn. Hello, họ đang hello mình đó. Rất là hay. Hello. Còn ở bên kia là hệ thống hút bụi. Ok. À hả. Còn bên đây là một cái gian hàng đóng mấy cái ghế ở ngoài trời các bạn. Mấy cái ghế này là ghế nhựa nhưng mà họ làm giống như là giả gỗ vậy đó. 400 đô một cái các bạn ơi, trời ơi. Mua một cái này chắc xài cả đời quá. Bên đây là bán vàng bạc đá quý. Ở đây thì có một cái show dạy nấu ăn. Bên này thì bán giỏng. Trời nó có cái giỏng này ngộ quá. Cầm đứng đây nè. Nhìn vô đây nè. Trời nó cũng có cái bạn. Nó sắp sập luôn rồi. Ok, ở đây nó có khá là nhiều loại giỏng để mà các bạn ngồi. Cái giỏng này thì nó hơi nhỏ, cái này nó giống cái ghế vậy đó. Ồ, pháo và solar. Còn đây là công ty của điện mặt trời các bạn. Mình sẽ gắn điện mặt trời trên nóc nhà. Nếu mà các bạn thích thì các bạn sẽ tiết kiệm được 25% tiền điện. Để mình đi vòng vòng thì để coi có cái gì hay không thì mình quay cho các bạn coi nhé. Nói chung là đi home show thì nó sẽ có rất là nhiều thứ mà các bạn muốn sửa cho căn nhà của các bạn. Các bạn muốn mua cái gì thì các bạn có thể vô đây mua, nó sẽ rẻ hơn ở ngoài chợ ha. Tại vì họ cho các bạn giảm giá, đây là cái, giống như là các bạn mua tại công ty gốc gì đó. Họ đang khuyến mãi mà. Đây là công ty nhà tắm Bathfitter. Họ sẽ xây nhà tắm của các bạn theo mà cái mẫu yêu thích của các bạn. Nhưng mà giá nó khá là đắt đỏ. Còn bên đây là công ty ghế massage. Đây, ghế massage này nó bể coi một cái bao nhiêu đây. Một cái như vậy là 7.000 đô la một ghế massage này các bạn ơi. Nó có nút này nút nọ màn hình luôn. Ok. Còn cái công ty mình mới kiếm là một công ty làm xi măng ở ngoài đường các bạn. Họ sẽ làm cho mấy cái nền xi măng của mình đẹp lên.
ba mấy nghìn nữa. À hả? Ok các bạn ơi, thì mình đi một vòng rồi thì ở đây là mới có tầng 1 thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi lên tầng 2 để coi trên tầng 2 nó có cái gì các bạn ha. Ok bây giờ thì mình sẽ đi lên tầng 2 các bạn ha. Đi lên tầng 2 để coi tầng 2 nó có cái gì. Công nhận cái chỗ này á nó bự ghê luôn nội, mà cái khu mà cái khu tiệc tùng thôi là nó bự rồi, chưa tính cái khách sạn bên kia nữa nha các bạn. Mình đang đi quay phim, cái anh bảo vệ anh quắt mình lại, anh hỏi mình mua cái camera ở đâu các bạn. Mình hết hồn luôn, mình tưởng ảnh đang hỏi mình làm gì. Ở trong này họ nấu gì đây, thơm quá vậy. Trên này thì hơi vắng hơn ở dưới. Trên này thì họ không có làm gì hết. Ở đây thì họ có trưng bày cái đồ mà để cắt gạch với lại cắt xi măng. Mình nói gì cắt gì nào mua. Để coi cái này. Kỳ cái bàn tay mà. Còn bên đây là Land rồi, đây là cái con máy robot cắt cỏ các bạn ơi. Khi mà nó chạy tới cái đường này nó sẽ tự động dừng lại. Ở dưới nó có một cái lưỡi dao. Còn khi mà hết pin nó sẽ tự động quay về cái chỗ sạc pin của nó. Nó sẽ không có chạy qua khỏi cái đường xanh này đâu các bạn nhé. Còn bên đây lại là một cái máy massage nữa. Quá trời ghế massage, quá trời kiểu luôn. Còn ở đây thì có Two Men and Spa. Ở đây có nhiều hot tub mà chưa bán các bạn. Đây cái hot tub này nó có mấy cái vòi phun nước, mấy cái nữa massage nè. Các bạn có thể ngồi vô đây để massage lưng. 8.000 một cái, 10.000. Và mấy cái máy massage này mắc quá các bạn. 10.000, con vợ mình nó chấm cái này rồi các bạn ơi, mình mua cho nó đi. Nếu mà các bạn mua là ô nó giảm 4.000 luôn. Nên 4.000 off là còn cái này còn có 6.000 thôi các bạn. Trời ơi, là 14.000 nó xạo quá các bạn ơi, mà đẹp quá. Trời ơi, ở đây nó có cái đồ lọc nước nè. Đồ lọc nước xong này à. Trời ơi, đảo quá các bạn. $86. 12.000 cái máy này các bạn. Để mình mua một cái mình chơi coi. Nó có cái đồ chỉnh ở đây nữa. Thấy chưa? Trong đây thì nó có cái nó có nhiều đèn nè, với lại mấy cái đồ lọc nước, nó hút nước vô, nó phun nước ra. À, còn cái này người ta đã bỏ nước vô sẵn rồi các bạn nhé. À, đây là cái dàn máy ở trong. Nó hút vô, nó phun ra, nó hút vô, nó phun ra. Nó giống như là một cái máy, cho nên nó có máy bơm gì đó. Nó có cái thác nước đó nữa. À đây nó có cái đồ đậy lại luôn. Các bạn có đậy lại luôn. Hai người. Cái xô này được hai người vô trong ngoài đi kìa. Custom make. Trời, cái hồ bơi này và nó rẻ cái hồ bơi kia, 32.000 cũng được, mua trả góp 5 năm. Một cái swim spa. Leo lên. Đủ này mua này được. Ờ đó, thì đó. Trời, cái này giống như hồ bơi đó các bạn, 32.000 cái swim spa này. Quá đã luôn. Ừ. Ai muốn bơi thì bơi. Chơi cũng được. Còn đây là công ty bán cây giả.
Đây là công ty Solar, bây giờ là cái xu hướng là xài Solar. Lấy một cái về coi Solar coi. Bên kia là cửa ghe vào Gragra. Ok các bạn ơi, như vậy thì cái chuyến home show của hôm nay cũng xong rồi. Thì mình đi mình coi để mình lấy ý tưởng thôi, chứ thật sự thì cũng không có gì thay đổi cả. Thì nhà của mình còn mới cho nên cũng chẳng có gì phải sửa, đúng không? Có nhiều người thì họ mua nhà cũ thì họ sửa, họ muốn nâng cấp lên cửa sổ hay là cửa ga đồ, cho nên họ cần đi cái này. Okay. Nhưng mà mình nhà mình còn mới cho nên chưa có sửa, đi coi thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi về các bạn ha. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.